Nay là ngày đầu tuần thứ hai, con gái Nga là thứ hai là đi làm. Rồi buổi trưa con gái Nga dở theo đồ ăn á, thì có một chai nước nha các bạn, chai nước trắng, rồi một một chai nước buôn, rồi một hộp bún, thịt thịt nem 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 chiên các bạn, với chả giò, rồi bỏ một miếng hành phi với cái mè mè rang các bạn, rồi một hộp bôm, với một hộp salad, salad có dưa leo, có tomat, rồi với một hộp kem sô cô la, với hộp nước mắm thì ngay lại riêng đó, coi như là bữa trưa hôm nay đó là con gái ngay làm nó dở theo dầu ăn á. Có Nga thì không có Nga thì gái nó muốn là làm đồ ăn là cái buổi chiều nằm sẵn vậy đó, rồi cái nó để trong tủ lạnh, rồi sáng nó chỉ đem theo rồi bỏ vô giỏ rồi xách đi làm đó, coi như vừa có đồ ăn cơm dặn bụng bữa trưa nè, rồi có đồ tráng miệng, cũng có salad. Xin Xin chào hai chào. chồng Nga, xin chào ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn. Bonjour Bonjour tout le tout le monde. monde. Hôm nay hai chồng Nga nấu một ít món để mà ăn nguyên một ngày hôm nay. Các bạn coi hôm nay hai chồng Nga nấu những món gì nha. Aujourd'hui, ma femme va préparer quelques plats là pour notre fille et nous, hein, comme nous sommes à Anneville, elle prépare des plats préférés de ma fille. Voilà, Léa. Nga kho cái ngồi thịt kho các bạn, tại con gái Nga đó nó cũng thích cái món này lắm đó. Hôm thì Nga cũng mua thịt bắp đùi cái quay một mớ, còn mớ cái xuống đây cái bắt đầu cái để có nước á, với kho trứng á, giống như cái gu con gái thích á, thì đơn giản lắm các bạn. Nga cũng giống như là thịt thì cũng cắt theo cái ý của mình, cắt cục hay là dài gì ăn thua theo cái ý của mình. Xong rồi cái Nga cũng thắng tí xíu nước màu, rồi đổ miếng nước mắm vô, rồi cho một cái củ hành tây vô trong đó cho nó thơm á các bạn. Cái đổ nước theo, nếu mà người Việt Nam mình đó thì mình đổ nước mắm, còn nếu mà dạng như sinh viên, Nga chỉ luôn mấy người sinh viên hay là người Tây đó, người ta ăn nước mắm được thì mình bỏ cái bột nêm, rồi một ít đường mình nêm theo cái gu của mình, cái mình đổ nước vô, rồi cái mình bỏ thịt heo vô, rồi cái trứng gà đó các bạn, cái Nga luộc, cái Nga bỏ vô, cái Nga kho kho nêm nếm vừa, xong cái Nga để riu 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 thành ra được cái nồi giống như là cái thịt thịt mà giống thịt heo quay mà mình kho thịt kho đây đó các bạn. Voilà, en vérité, là, c'est du porc au caramel, mais amélioré. Avec le porc laqué que ma femme avait préparé là, il y a 2 jours là, pour notre fille, là, nous avons gardé un bon morceau là, pour préparer ce porc au caramel amélioré, mijoté dans le jus de nos mâmes, là, tout ça, là, le bouillon, là. Et aussi du caramel. Et après, bon, elle a rajouté des œufs durs dans la casserole, là, bon, bien mijotés également dans le jus pendant un peu plus d'une heure. Rồi bên đây Nga đem hết mấy cái mua Dạ cái vâng. thứ la ghim á các bạn, rồi Voilà. vậy ăn cho cũng nó mát với nó đỡ ngán á. Thì Nga có bồ rô nè, khoai tây nè, cà rốt nè, rồi bắp cải trắng nè, rồi su su nè, rồi cái Nga bỏ mấy củ hành tây vô, cái Nga bỏ vô cái nồi, Nga cũng bỏ một ít một cái kiếp nêm súp á, cái Nga nấu nấu giống như là nấu canh mà canh súp la ghim rồi các bạn. Rồi con Nga vớt ra cái riêng, còn cái nước Nga để riêng. Et avec le porc caramel, elle a préparé un bouillon de légumes, là, dont elle a récupéré les légumes là, pour manger avec le porc caramel. Comme il fait froid, là, ça va nous réchauffer le cœur. Comme légumes, là, elle a pris du porc rôti, du
carottes, des pommes de terre, des oignons et le bouillon, bon, nous le gardons pour manger en soupe. Nè các bạn, ngày mai xong cái màng rồi các bạn, đó, cái màng nè. Rồi hôm hồi chiều người ta đem cái cây tế người ta giao cho mình đó, rồi cái ông xã nhà với con gái đi tế lấy xong rồi về. Đó, để cái màng đây. Dài xuống các bạn. Đó. Nhà lấy xong rồi đó, rồi xong cái ông xã nha với con gái nha phụ gắn được. Cái màng ngày hôm qua ngày mai nha các bạn. À, để vậy thì nó cũng giảm bớt một cái đậm như vô các bạn. Vô luôn. Vô hả? Ăn rồi. À, coi được. Như là giờ này đến giờ ăn của gia đình Nga rồi các bạn. Rồi ban thử tôi vừa ăn không ba? Oui, c'est l'heure du dîner là on va goûter le porc au caramel amélioré là tout ça là. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là c'est du porc laqué qu'on refait en porc caramel. Hein, c'est ça, hein? Avec des œufs durs, tout ça, là, mijotés pendant plus d'une heure dans une casserole. On va voir si c'est bon. J'ai goûté. Bon appétit, alors. Bon appétit, chú Limon. Bon appétit. À, mời các bạn, các bạn coi vậy đó. Đang im hồi chiều mà ông xã nha, ông chỉ trong cái tô các bạn đó, đủ hết đang im á. Rồi heo quay kho với trứng, đó hai chồng nha, chị gái nha, mỗi người một dĩa vậy các bạn. Ông xã thì ăn tráng miệng, ông xã với gái thì tráng miệng sô-cô-la, còn Nga thì dâu trắng. Vô khá ba gì ăn ha. Dạ, ăn ngon. Ngon ăn gái ha. Thấy bon. Ăn cái này nóng trong người. Vừa ăn lắm các bạn. Dạ. Ça réchauffe le corps et le corps en même temps. Tại mình cũng vừa hâm lại cho nóng á. Avec des légumes. Hai chồng với gái ăn. Pour un soir d'hiver, ça fait du bien. Ngon. Dạ. Ăn ớt luôn. Ăn ớt. Ăn ớt. Ăn ớt. Đây là ăn thì cũng có nước ớt ăn thầy thè cài. Chúc các bạn một bữa bữa cơm gia chiều ngon miệng nha. Ăn cái gì ăn chứ mà mỗi lần ăn mà có đa ghim á các bạn, rau củ quả đó, ăn lắm nó không có bị ngán các bạn. Nhà nghe mỗi lần ăn là không có salad thì cũng phải có đa ghim. Comme moi je mélange tout. Hein? Pour caramel, œuf dur, légumes et puis le bouillon dans l'assiette. Tout mon œuf. Comme ça, ça passe dans le même coup. Hein? Vô trong một cái lỗ, đúng bao tử. Ăn nó ngon, trộn với ăn ngon. Thêm mà mình quay xong rồi, các bạn biết không? Mình kho nó thấm rồi mà ha. Nó thấm rồi ha. Thấy quay mình à, quay mình ăn liền á, thì nó ngon. Để thì nó khô ha. Còn cái này thì nó thấm rồi. Hấp dẫn ha. Ăn món này cũng hấp dẫn hả? Chiều giờ này hơi lạnh đó các bạn, cái ăn súp chấm cho mình ăn nữa để vô nóng ha bà, ấm cũng ấm. Alors j'ai pas besoin de couteau hein, pour couper la fourrure avec une cuillère et des baguettes. Hôm nay món này đủ với muỗng nó ngon bà. Ouais. Ah, il y a des chayotes aussi dans la soupe. Cái chú 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 cái bạn bà cháu anh đó. Đủ hết mà năm trứng rồi là nghiêm mà. Ah, c'est une soupe bien riche, hein. Il y a des chayotes, des oignons, du chou blanc, des pommes de terre, des navets, des carottes. Bon. Ah, ma serviette qui est tombée. Léa qui cherche ma serviette. Ah. C'est bien. Bon moi, bon moi, bon moi. Je dis c'est bon mes amis. Traduis ça en français quand même. Giờ này là đến ăn tráng miệng hả ba ha. Vậy. Rồi đến đây hai gia đình Nga xin chào tất cả mọi người. Gia đình Nga cầu chúc ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn một ngày bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Bon voilà, nous avons fini notre dîner là maintenant nous
passons au dessert et nous souhaitons à tous une très bonne soirée et nous vous remercions de vous abonner à notre chaîne YouTube Brûler Tramignan. Merci, au revoir. Au revoir, merci et beaucoup. À bientôt. À bientôt. À demain.